Ok, xin chào tất cả anh em ha, là Thiện đây. Thì chuyến ngày hôm nay là khung cảnh mà hôm nay bên Thiện về hàng. Thì hôm nay bên Thiện về có ba mẹ máy là Kawasaki TZ M3 cần lưu ý. Lưu ý 01 và đặc biệt sẽ là Denko 5436 ha. Thì giờ Thiện mời anh em lại gần đây để chúng ta xem kỹ hơn về những mẫu máy này nha. Thì riêng về những cái mẫu máy trước mắt anh em đây á thì hiện tại đang khá là hot rồi. Ha, chắc Thiện cũng không cần giới thiệu nhiều ha, nhưng mà Thiện sẽ nói sơ lại về một vài đặc điểm của những mẫu máy trên đây để anh em mình có thể có thêm thông tin để anh em tham khảo nhé. Đầu tiên về con quét nóng môn ở đây thì hiện tại ở mức giá 3,5 triệu thì đảm bảo anh em luôn không có đối thủ nào mà chịu nổi đi quét nóng môn này đâu, hiện tại đảm bảo luôn. Bởi vì đầu tiên con này nó sử dụng điện Alsin, mâm điện và điện mâm điện Alsin nha anh em. Nòng là của Newquest gia công và chế là chế của Amro và Capica. Lọc gió là lọc gió hai lớp chất lượng cao, hai lọc gió nỉ mút chất lượng cao, ốc lục giác hoa thị. Rồi bắt bộ cần á thì nó sẽ cải tiến bắt chuối hay bắt đạn ha, nó có rất là nhiều điểm trên một con máy chỉ có tầm giá 3,5 triệu thôi. Đồng thời anh em được kèm quà tặng nữa, quà tặng của máy quét nóng môn là hiện tại á đang là một chiếc giấc Echo nè, một ổ cước tự xả nha anh em, ổ cước tự xả đầu nhôm nha, một Buri NGK7A nhé, và một cái tay vặn ổ cước nữa nha. Đây đó, thì hiện tại quà tặng của nó là gồm 4 món như thế này. Anh em chỉ có mức giá là 3,5 triệu thôi. Anh em để sở hữu chọn bộ máy gồm đầy đủ nha, máng trắng, dây đeo, túi đựng dao, kéo, búa, rửa rìu, đồ đầy đủ luôn, có cân nữa nha anh em. Nhưng mà thì để cái đầu máy này thôi cho anh em dễ dùng. Rồi đó, tiếp tục chúng ta lên một tí phân khúc cao hơn một chút thì chúng ta sẽ có Denko 5436. Một máy này thì hiện tại đang làm mưa làm gió ở Việt Nam luôn em, bởi vì nó có rất là nhiều ưu điểm mà trước giờ những mẫu khác chưa làm được. Đầu tiên á là nó sở hữu bộ nòng lên tới 41mm ha, rất là mạnh khỏe nha. Và nòng này là của Denko gia công luôn nên em yên tâm về chất lượng nha. Và con này nó sử dụng điện của mâm điện lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đó chính là Denko nha anh em. Đó, đây điện và mâm điện của Denko luôn. Và điện và mâm điện này thì nó có một cái video đo thử cái độ mạnh của cái IC của nó cho anh em xem rồi đó. Nó lên tới 11mm, nó tương đương với một cục điện hãng nha anh em, rất là mạnh nha, cái điện IC điện này nè. Đó, và Denko 5436 cũng trang bị cho anh em sẵn một bộ côn chất lượng cao luôn. Hai bộ côn này anh em mua lẻ là 150 nha anh em. Bộ côn này thì có bán luôn. Đó, ha, côn chất lượng rất là cao nha. Đây anh em thấy không? Làm rất là đẹp nha bộ côn này. Thì vẫn nó sử dụng là bộ chế Amro với PK và hiện tại Denko đang có mức giá là 4,3 triệu bao ship cho anh em. Kèm vẫn đầy đủ quà tặng như con Newquest 01 luôn. Một chai nhất Echo này, một cước cải tiến, một cước tự xả, một tay vặn một cước tự xả nha. Đây, cái tay vặn để anh em vô cước đó, rồi một cái Buri NGK7A nha. Đó thì anh em mua thì giá hiện tại là 4 triệu đầy đủ nha, đầy đủ cả bộ, toàn bộ nó luôn và đầy đủ quà tặng như chúng mắt anh em đã thấy đó. Tiếp tục là con cái Kawasaki TZ53 ha, thiện về chung với bộ cần Newquest, một bộ cần bắp chuối hai bạc đạn, đầu bò thì chống cuốn cọ chất lượng cho anh em nha. Bộ cần này thì hiện tại anh em đã sử dụng khá là nhiều rồi ha, và giá hiện tại chỉ có là 5,9 triệu thôi anh em, mà được đầy đủ quà tặng nha. Tặng kèm anh em một chai nhớt Echo này ha, và một ổ cước cải tiến về anh em dùng nha. Đó, anh em quan tâm về mẫu máy nào thì liên hệ với số điện thoại dưới góc màn chữ Thiện hoặc để lại số điện thoại của em dưới phần bình luận á, thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về những mẫu máy này để anh em biết thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những số điện thoại nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, hẹn tất cả anh em video nhé.